Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Chân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Phần thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật từng xin kính giới thiệu đến với quý vị, vị Thầy rất khả kính, luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật, lời đầu tiên chúng con cùng thỉnh Thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc nam mô a di đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chúng con kính thầy a di đà Phật a di đà Phật lời đầu tiên như từ xin kính chào quý vị kính chúc quý vị thân khỏe tâm an và đời sống luôn luôn gặp nhiều an lạc à, đầy đủ thiện duyên trên bước đường tâm linh của chúng ta à, không biết tuần vừa rồi á quý vị có nhớ chương trình này không nhưng mà Nhật Tường cùng với thầy không có làm chương trình này Riêng bản thân Nhật Tường rất là nhớ cái chương trình này Và cũng rất là muốn được thực hiện những cái chương trình văn đáp Phật Pháp này Để gửi đến cho quý vị, kính thưa quý vị Tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn Và ứng dụng trong đời sống thực tại của chúng ta Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này Thì hy vọng những đề tài này làm cho đời sống tâm linh chúng ta Mỗi ngày tăng trưởng hơn, lòng tin chúng ta đối với Phật Pháp càng vững chắc hơn A Di Đà Phật kính thưa quý vị hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh tương bộ với chủ đề là nhật tường xin đọc tiếng phạn nha Kali Kalidikani. Kali à, chủ đề này nó đem lại lợi ích gì trong đời sống thường nhật của chúng ta mà nó mang ý nghĩa gì nhật tường rất hiếu kỳ và đây nhật tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin cảm ơn Nhật Tường, cảm ơn Đại chúng Hôm nay xin mời các vị chúng ta tiếp tục đến với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp Chủ đề Halikani -hali Thưa liệt quý vị, Halikani là tên của một vị gia chủ à, Tên của một vị gia chủ Vị gia chủ giàu có thường phát tâm hộ trì tam bảo và hôm ấy đức Thế tôn của chúng ta uh, xin lỗi uh, hôm ấy có tôn giả mahaka chân viên là một vị luận nghị đệ nhất đệ tử của đức thức uh, một trong thập đại đệ tử tôn giả mahaka chân viên đang đang sinh hoạt ở tại kula gara bên bờ một vực núi đó là những cái hình ảnh rất đẹp thưa lập quý vị các ngài tìm tới những cái nơi ẩn dật à, sống à, bằng một đời sống khất thực đơn sơ và Phạm Hạnh tu hành người xưa cầu đạo thì ban đều dược suối à, cũng sẵn sẵn lòng còn hôm nay chúng ta thấy à, ngũ dục đầy dẫy tâm chúng ta nó suy kiệt ở trong thế giới ngũ dục này Thành ra ai phát tâm cầu đạo, giác ngộ, mong muốn có sự giải thoát thì đó cũng là một cái điều hy hi hữu chứ không có đơn giản đâu thưa lực quý vị. Và lúc bây giờ vị gia chủ này đến tại chỗ tôn giả Mahaka Chiên bên một cái bờ vực núi và sau khi đến lễ tôn giá xong rồi thì vị gia chủ này ngồi xuống một bên ở trong kinh ghi lại rất là rõ từng câu từng lời sau khi ngồi xuống một bên, à, gia chủ Halijikani nói với tôn giả Mahaka Chân Yên rằng, Thưa tôn giả, Thế Tôn đã nói ở trong phẩm thứ 8 trong tập các câu hỏi mà gạ đi già như sau. À, thưa liệu quý vị, à, thông tin này chúng ta chiêm nghiệm như thế nào? Chẳng hạn như là đã nói trong phẩm thứ 8 ở trong tập các câu hỏi của manga đi ra thì tôi liệu quý vị là cái tập mang là cái gì và lúc bây giờ người ta biên tập như thế nào Và vấn đề này như thế nào cho nên chúng ta hiểu người xưa họ có cách là giữ gìn thánh giáo của Như Lai rất khôn khéo họ phân loại cũng có sự biên tập mặc dầu ngôn ngữ chữ viết không phổ biến nhưng mà người ta vẫn có một cái cách nào đó để giữ lại truyền bá cho có hệ thống chúng ta không bàn tới vấn đề sâu xa đó ở trong chỗ này chúng ta luận thảo về giáo nghĩa thì ở trong tập này gia chủ mới nói với tôn giả ca dương dân như sau thế tôn có nói rằng bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ Xin các vị lắng nghe cho kỹ từng câu từng lời. Bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ đối với dân ở trong làng không tác thành hợ lụy. Tuyệt không các dục vọng, không ước vọng hảo huyền chấm dứt mọi tranh luận bất cứ với một ai. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Với mặt ngôn ngữ thì thưa các vị, Chúng ta sẽ dựa theo ngôn ngữ mà tác ý như thế này. Bậc thánh bỏ gia đình, tức là những người đệ tử của Phật, những ai muốn trở thành bậc thánh, họ sống từ bỏ gia đình, họ sống không có lập gia đình giống như những người thơ tục. Họ du hành không trú xứ, tức là không có nhà ở, không có định cư bất cứ chỗ nào. Có một số tăng uh, trong thời đại này cũng nói rằng ta là du hành tăng. À, hay là tăng du hành chỗ nào chỗ kia du phương à, du phương à, tức là không có trú xứ không có ở trụ chỗ nào không có ở chỗ nào đối với dân ở trong làng không tác thành hợ lụy tức là đi vào ở trong làng khất thực gặp phải người này người kia tâm không có tác thành hợ lụy tức là không có tạo ra một cái gì phiền toái và hệ lụy ở trong dân chúng địa phương Chắc chắn là chúng ta phải hiểu như vậy phải không thưa quý vị Các quý vị có, có cách nào hiểu khác không Ví dụ như đọc lên một câu nói rằng Bậc Thánh bỏ gia đình du hành không trú sức Đối với dân trong làng không tác thành hợ lụy Chúng ta có còn cách nào hiểu khác nữa hay không Đoạn thứ hai Tuyệt không các dục vọng Đây là một điều rất tốt Bởi vì tu hành đoạn trừ tất cả các dục vọng Không ước vọng hảo huyền Đời sống hiện tại khắc thực Hiện tại lạc trú không có mơ ước tương lai, không có vọng về quá khứ. Đây gọi là không ước vọng hảo hiền Và đối với cuộc đời thì không có gì tranh cãi với ai, không hơn thua với ai. Đây gọi là chấm dứt mọi tranh luận bất cứ với một ai. Chúng ta thấy rất là hấp dẫn bài kệ này và chúng ta sẽ áp dụng lời của Phật dạy như thế nào để trở thành một người xuất gia, để trở thành một con người bước lên con đường của Bậc Thánh. Chúng ta sống từ bỏ gia đình không có nhận bất cứ một trú xứ nào. Và đối với cuộc đời, như quán trọ này chúng ta đi ngang qua làng xóm không có phiền não bất cứ một ai, không đỡ lại cái gì phiền hà cho ai. Và đặc biệt, ở trong cuộc đời phù du, chúng ta không khởi lên dục vọng không ước vọng hảo huyền, không mơ ước tương lai mình trở thành người này thế kia. Hoặc là và đời sống thì chúng ta chấm dứt tất cả mỗi đôi co với cuộc đời. Và chúng ta cũng chẳng có màn tranh luận với bất cứ một ai. Tâm cuộc sống chúng ta giống như là gió thoảng bay bay. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Ở đây chúng tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Đọc bài kệ như vậy, các vị hiểu như thế nào? Các vị có hiểu giống như những gì chúng tôi vừa trình bày hay không? Chúng tôi tin chắc rằng các vị sẽ hiểu theo cách đó và không có cách nào hơn nữa. Và đó là cách mà các vị học giả tiếp cận giáo pháp của Như Lai. Đại đa số chúng ta đều tiếp xúc lời Phật dạy theo cách đó. Chữ có nghĩa và trên cái chữ đó tác ý nghĩa, trên nghĩa chúng ta liên tưởng một thực trạng ở trong cuộc sống tu hành và chúng ta dùng theo thưa quý vị những điều này chúng ta thật là may mắn được giờ tham dự trong một chương trình vấn đáp Phật pháp này chúng ta thấy vị gia chủ này đem cái cái, cái bài kệ đó lời Phật dạy vắn tích như vậy đi hỏi tôn giả ca chuyên viên bậc luận nghị đỡ nhất để lắng nghe luận nghị của Ngài như thế nào và nên hiểu như thế nào. Giờ đây bắt đầu chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ lắng nghe cách giải thích của của tôn giả Maha Trường bậc luận nghị đệ nhất của Đức Thế Tôn à, trong thập đại đệ tử luận về tám câu kệ đó như thế nào. Tôn giả nói rằng chữ sắc giới này gia chủ là nhà của thức câu này chúng ta hiểu ra sao sắc giới là nhà của thức các vị đưa nhìn lên màn hình thấy bàn tay của tài huyền châu đưa lên đây là hình dáng của bàn tay mắt các vị nhận biết cho nên hình sắc bàn tay này phải có phải có lúc bây giờ chúng ta mới dựa lên hình ảnh đó chúng ta khởi thức phân biệt chúng ta nhìn lên một cái gọi là cái ấn ấn thuyết pháp của thế tôn thường như thế này như vậy thì chúng ta chúng ta hiểu rằng là gì sắc giới là gì là nhà của thức thức khởi ra phải nhờ sắc tất cả hình hài màu sắc hiện tượng là nền tảng đến năm giác quan chúng ta có thể tiếp xúc trên cơ sở tiếp xúc đó mà sinh ra phân biệt phân biệt chính là bản chất của thức và bóng dáng của thức rơi rớt lại ở trong tâm của chúng ta chúng ta giữ lấy nó như là một đời sống nội tâm và chúng ta luận lý với nó sống với nó vung bồi nó đây gọi là sắc giới là nhà của thức và thức bị lòng tham sắc giới trói buộc thức thì bị gì cái thức tâm của chúng ta bị lòng tham ở trong cõi sách này trói buộc đó được gọi là du hành có gia đình nghe tới câu này tâm chúng ta sẽ chấn động bởi vì chúng ta thấy là nếu như tác ý theo cách của chúng ta tám câu kệ thế tôn dạy như vậy chúng ta đã tác ý mà chúng ta tác ý sẽ biết chúng ta tác ý nó không có giống như nhà luyện những gì đức thế tôn muốn khai thị cho chúng ta nếu như không có sự khai thị của tôn giả mà hai cây ca chân duyên là vị đại đệ tử thân cận với đức phật là một vị luận nghĩ đời nhất thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu theo cái cách mà đầu tiên chúng tôi đã đã trình bày cho các vị nghe. Chúng ta thấy khi Ngài ca Dương Dương phân tích như vậy thì chúng ta thấy đây chính là cái hiếu của người giải thoát, cái hiếu của Bậc Thánh Hiền. Còn cái hiếu trước của chúng ta là cái hiếu của thi nhân, cái hiếu của những cái người mà xử lý văn bản học, về mặt ngôn từ thế gian. Đây là một điều rất nguy hiểm. Chúng ta nên cẩn trọng điều này. Bởi vì đại đa số Chúng ta đọc trong lời, chúng ta nghĩ rằng mình hiểu. Chúng ta đọc nhiều kinh, chúng ta nghĩ rằng mình thông thái. Nhưng tất cả đọc nhiều kinh, nhận biết như vậy đều dựa trên tác ý phạm phu chứ không phải luận lý của thanh hiệu. Đây là một điều đáo điên của chúng ta mà chúng ta sẽ rơi vào cảm bẫy của ngôn từ. Ở đây chúng ta thấy tôn giả nêu rất rõ sắc giới là cõi sắc này cái cõi mà dục vào sắc này á nó là hình hài màu sắc này nó là nó là môi trường để cho năm giác quan chúng ta hoạt động và ở trong cái môi trường hoạt động đó nó phát sinh sự nhận biết phân biệt cái tâm nhận biết phân biệt chúng ta lúc bây giờ lại bị nền tảng tham nó trối buộc và nó nó đi tìm kiếm nó thúc dục chúng ta đi tìm các cảnh sắc ở trong tâm Thành ra tai có xu hướng muốn nghe âm thanh hay, mũi có mùi, xu hướng muốn ngửi mùi thơm, lưỡi có xu hướng muốn gì? Muốn tiếp cận cái vị ngon, da có xu hướng muốn tiếp cận sự êm mịn và mắt có xu hướng muốn tiếp cận màu sắc đẹp. Như vậy thì ở đây rõ ràng trong đời sống của thức và tâm tham thúc dục nó biến thành gì? Nó biến thành một gia đình gia đình đó là gia đình gì là gia đình của của sách của tham và của gì của thức một gia đình và bậc thánh bỏ gia đình là bỏ cái gia đình sách bỏ cái gia đình tham mà bỏ cái gia đình thức này chứ không phải bậc thánh mà mà gọi là bỏ gia đình là là bỏ nhà bỏ cửa Diệt bỏ nhà bỏ cửa mà tâm của chúng ta không có buông bỏ được thì bỏ nhà bỏ cửa cũng như không mà thôi đây là một điều chúng ta thấy rất tuyệt vời nhờ cái vấn đề học Phật, phật, phật pháp ngang đây để chúng ta thấy và tiếp tục là thọ chữ thọ cũng vậy ở trong cái thọ giới này á là nhà của thức cái cảnh giới của thọ là nhà của thức thức bị lòng tham à, lòng tham thọ mà à, gọi là thọ giới chúng ta đừng nghĩ là đi thọ giới mà gì là cảnh giới của thọ cảnh giới của các cảm thọ trói buộc cho nên gọi là du hành trong gọi là là du hành có gia đình đối với lĩnh vực của tướng cũng vậy thì là nhà của thức thức nó nương ở trong tướng mà tồn tại và thức bị lòng tham tướng giới nó trói buộc cho nên chúng ta du hành trong một gia đình đối với hành giới đối với thức giới cũng giống như vậy nó là nhà của thức nó là nhà của thức bị lòng tham giới lòng tham hành lòng tham thức nó trói buộc và do vậy chúng ta du hành ở trong một cái ngôi nhà mà gọi là du hành có gia đình à, như vậy thì thưa quý vị ở đây chúng ta thấy cái đoạn này quá ư là là tuyệt vời và chúng ta nên dành thời gian để chúng ta luận bàn từng phân từng đoạn về cách hiểu của mình khi đọc một đoạn kinh và cách hiểu mà tôn giả Mahakachin Dương luận nghĩ như thế nào. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị rất là nhiều. Xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ thầy đã từ bi hướng dẫn cho chúng con cũng như khán giả đang theo dõi nhìn vấn đáp Phật pháp trực tiếp qua chủ đề là Hali Dikani này. A Di Đà Phật kính bạch thầy. đây con xin phép thầy cho con thưa chuyện về đại chúng. A Di Đà Phật chào kính thưa quý vị. Cái đề tài này nếu mà quý vị lắng nghe kỹ nó rất là hay và càng ngày cái chương trình càng đi sâu vào cái lĩnh vực Phật Pháp nha quý vị. À, tuy nhiên Nhật Tường cũng cố gắng, cố gắng kéo làm sao cho nó gần gũi với đời sống của chúng ta. Cho bằng không nói chỉ là một bài Pháp mà ta không hiểu gì hết thì ta đâu có lợi ích gì cho đời sống tâm linh của chúng ta đâu, phải không quý vị? Cho nên Nhật Tường sẽ cố gắng đúng cái, cái vai trò đó. À, và quý vị có những cái câu hỏi nào trong cái mùa Phật đảng này cũng như là quý vị có những câu hỏi về phương diện tâm linh, bất cứ câu hỏi nào Hôm nay là con được khán giả thương con rồi thầy a di đà Phật, và dạ, kinh mộ quý di câu hỏi à. ờ, Dạ xin cho hỏi nha Dạ mời ừ, chị ở, ở chùa mình có uh, kinh mà tiếng Việt dịch qua tiếng Anh không dạ? Dạ kinh tiếng Việt và phần tiếng Anh luôn phải không chị? Dạ dạ Đó là câu hỏi của chị ha Dạ, dạ. dạ. Chúng con thỉnh thầy Ở đây nói theo chùa thì không ai gần bằng thầy Chúng con thỉnh thầy ở dạ đạo Phật Tại vì Vì Phật tử này hỏi kinh tiếng Việt tiếng Anh Kinh thì rất là nhiều Tại không biết là kinh gì Ý nói là kinh mà song ngữ đấy thầy Tại biết rồi nhưng mà kinh gì mới được chứ Ồ và, dạ Thế hạn như kinh Dược Sư ấy, thì ở tại chùa Phật Quốc này có nó có bản bản tiếng Anh của Thượng Huyền Dung À, rồi một bên thì có bản tiếng việt dạ vâng rồi cổ cúp dây rồi dạ vâng dạ, dạ. thì um, kính thưa quý vị uh, Kinh nó có nhiều có nhiều nội dung lắm bữa nay uh, ở mạng internet nó thưa quý vị cũng có nhiều lắm cũng có nhiều dạ xin mời các vị đặt câu hỏi dạ A Di Đà Phật và cái mẫu gì đặt câu hỏi ừ, à? Em, em đang nghe, nghe thầy nói là kinh dịch sư đó, kinh gì, gì Dạ, bây giờ như vậy nè, chị có dạ. câu hỏi gì xin chị đặt hết một lần một để thầy hướng dẫn cho chúng ta nha Tức là câu hỏi dạ, của chị dạ. là như thế nào? Đúng, ừ, và dạ, em muốn là uh, kinh mà uh, kinh tiếng việt dịch qua tiếng anh đó là tại vì cháu em nó không có biết tiếng việt mà nó muốn đọc kinh. Dạ, tức là chỉ là kinh của Phật thôi, không không nhất thiết là lo, loại kinh gì phải không? tại ừ. vì cháu không có biết tiếng việt em ừ. muốn hỏi là chùa có có uh, dịch qua tiếng anh không anh tại vì cháu em nó thích đọc nhưng mà cháu không biết tiếng việt dạ cảm ơn chị nha về đạo phật chúng con dạ, kính thầy. Cảm ơn dạ 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 xin cảm ơn tham đạo hữu thưa được quý vị kinh điển bữa nay thì ở tại mỹ này cũng có nhiều lắm cũng có nhiều các vị có thể lên trên mạng internet tìm kiếm cũng được nếu như cháu nó biết tiếng anh thì nên sử dụng mạng internet để tìm kiếm những cái tài liệu liên quan tới phật giáo và tiếng anh rất là nhiều rất là nhiều Ở tại buổi được phật quốc này thì có có mấy bản thôi đơn sơ thôi đó là chẳng hạn như kinh dược sư bằng tiếng anh do hòa thượng huyền dung có dịch nó rồi có một vài cái tài liệu bằng tiếng anh nữa nhưng nó không có được phổ biến lắm bởi vì tại bộ đội phụ quốc này chương trình sinh hoạt chính yếu là tiếng việt cho nên những tư liệu tiếng anh thì chúng tôi chưa có được uh, chuẩn bị đầy đủ lắm chúng tôi chỉ có giới thiệu cho các vị một môi trường internet các vị có thể là tìm kiếm muốn đọc kinh gì thì chỉ cần lên internet chúng ta tìm thì cũng có rất nhiều trang mạng có rất nhiều nội dung tiếng anh luận giải cũng rất hay của các học giả âu mỹ người ta đã tìm hiểu Phật pháp và ngay cả đại tăng kinh người Anh mà lúc giai đoạn còn ở tại Ấn Độ các học giả người Anh cũng đã dịch nguyên một tạng kinh bằng tiếng Anh. Ở trong đó rất là nhiều cho nên các vị có thể tìm kiếm những môi trường như vậy nó phong phú đa dạng hơn. Dạ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ À, hy vọng là sự hướng dẫn của thầy vừa rồi sẽ đưa đến một cái sự là quan hệ và thông cảm nha. Vậy là dạ Phật giờ đây chúng con xin phép thầy chúng con đặt câu hỏi vào cái chủ đề này kính bạch thầy. Trước hết con không biết đây là cái, cái lối hành văn hay sao nhưng mà con vẫn hơi không hiểu là tại sao gọi là nhà của thức và tại sao là cái thức lại bị lòng tham của sắc, thức lại bị lòng tham của thọ, thức lại bị lòng tham của tưởng, lại của hành nó no, nó no, nó no, nó no, nó no, nó no, 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 chối buộc mình ấy như đạo Phật Kinh Phật thầy. Dạ. Yeah. <laughs> à, kính thưa đại chúng, thưa quý vị như thế này. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một bàn tay, chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, thì uh, chúng ta thấy chẳng hạn như chúng ta nhìn đóa hoa, đóa hoa tất nhiên phải có hình sắc chứ, phải có hình hài và màu sắc và chúng ta nhìn nó và chúng ta phân biệt được cái khả năng phân biệt này chúng ta gọi là thức nó phân biệt ở trên mắt gọi là nhãn thức phân biệt ở nơi tai chúng ta gọi là nhĩ thức phân biệt ở nơi mũi gọi là tí thức phân biệt nơi lưỡi gọi là thiệt thức và phân biệt nơi thân chúng ta gọi là thân thức và phân biệt nơi ý chúng ta gọi là ý thức như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái gì mà chúng ta gọi là thấy, là nghe, là cảm, là biết nó nằm trong thế giới hiện tượng hình sắc. Cho nên ở trong thế giới hiện tượng hình sắc này chính là nơi trú ngụ của thức. Thức nó trú ngụ ở trong cái môi trường là là hình sắc này. Nếu như vượt ra khỏi hình sắc thì thức nó không còn cơ sở để hoạt động nữa. Đây là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý cho nên thức nó trú ngụ ở trong thế giới hình sách như là nhà của nó và trong quá trình trú ngụ đó thì thức nó bị lòng tham thúc dục bị cái tâm tham nó thúc dục vào thức đó cho nên mắt nó có cái xu hướng là đi tìm kiếm cái đẹp tai có xu hướng tìm kiếm âm thanh hay và cái lòng tham đó nó nó nó, nó thúc dục à, nó thúc dục cái đời sống của thức này và do vậy mà thức đi du hành tìm kiếm lạc thú trên cơ sở sâu gia quan đây gọi là gì là du hành có gia đình một gia đình đó, một gia đình là giống như là, giống như là một cái giác quan với đối tượng nhận thức của nó đó là cha đó là mẹ và đứa con là là thức và đứa con đó cái đứa con đó lại bị thúc giục bởi cái gì bởi một cái động lực đó là tham cho nên nó du hành cõi này cõi kia, nay thì ở kiếp con người, mai thì ở kiếp chưa cõi trời, rồi ở kiếp của địa ngục ngã quý và súc sinh, à, cái gia đình này đi du hành coi uh, như là vòng vòng ở trong luân hồi sinh tử. Đây là chúng ta hiếu theo cái nghĩa bóng bậc thánh bỏ gia đình, ý tôn giả chân dương khuyên chúng ta là nên bỏ cái đời sống của thức đi, bỏ cái đời sống của tham đi, bỏ đời sống của tham đi mà hay sống gì sống bằng cái đời sống của trí à, phân biệt mà phân biệt bằng trí bằng chánh niệm chánh tri vô tham vô sân vô si chứ không phải phân biệt theo cái cách mà vọng thức chi phối cho nên đây là người trí cái bậc thánh là bỏ gia đình bỏ gia đình cũng tương tự như vậy khi mà năm giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh thì bắt đầu nó có thọ sinh ra và ở đó chúng ta có cảm giác gì những gì mà vừa ý chúng ta cảm giác lạc những gì không vừa ý chúng ta cảm giác sân gọi là cảm giác khổ những gì mà mà trung tính chúng ta cảm giác phi khổ phi lạc thì thức nó cũng là dựa ở trên cái môi trường đó và chúng ta có xu hướng là lòng tham thúc dục thức để chúng ta đi tìm kiếm dẫn tới những hành động tìm kiếm cho mình có được thọ lạc sở hữu thọ lạc và tăng trưởng thọ lạc thế là chúng ta lại có một gia đình nữa rồi sự vận hành trên cơ sở của năm Uẩn sách thọ tưởng khả năng nắm bắt tín hiệu đẹp tên hành và thức năm uống này là môi trường mà các thức nó dựa trên đó để tồn tại sự kết hợp của nó đang xem trồng chiếu với nhau mà từ đó tạo thành một năng lực giữ chân tâm chúng ta ở trong luân hồi và chúng ta thọ khổ sanh lão bệnh tử đây chính là những điều mà chúng ta cần nhận ra đó chi đó chúng ta quyết định từ bỏ cái nhà của thức này cho nên thế tôn nói là hãy bỏ đi hãy vứt đi hãy ném đi hãy ối ra hãy khạc ra thế tôn dùng những chữ như vậy đó mà chúng ta thấy rất là dữ dội phải không Nghe khạc ra nhổ ra giống như là cái đơm giải làm cho tâm chúng ta tanh hồi À, thành ra đây là điều mà mà chúng ta thấy cách hiểu và vấn đề chúng ta nên luận sâu ở chỗ là chúng ta đọc một bài kệ chúng ta có xu hướng dựa trên ngôn từ của bài kệ đó mà tác ý chứ chúng ta không có tác ý trên nền tảng của bậc thánh giải thoát và chúng ta hiểu rằng cái cảnh giới Đức Phật muốn nói là cảnh giới siêu ngôn ngữ và tất cả những gì mà ngôn ngữ có thể trình bày được không ngoài những gì mà chúng ta gọi là thấy nghe cảm biết. Vậy thì làm sao ở trong thế giới ngôn ngữ mà có thể miêu tả được chân lý giải thoát của Ngài? Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta đọc Phật Pháp theo cái cách là ngôn từ và chúng ta suy tưởng theo cái nghĩa điên rồi từ đó chúng ta nhận ra cái lý của mình bởi vậy cho nên chúng tôi nói rằng nếu như không xuất gia học đạo không xuất gia để mà tu tập chiêm nghiệm sâu sắc thì chúng ta không bao giờ hiểu nổi lời của Phật đâu và nếu như có hiểu là hiểu theo cách ngôn từ của thế gian thì tất nhiên nó vẫn có cái giá trị của nó nhưng để hiểu theo chân nghĩa của bậc thánh thì chúng ta sẽ thấy khác hoàn toàn vấn đề đây là vấn đề lớn vấn đề trọng đại vấn đề mà chúng ta cần phải luận bàn chúng tôi rất là mong quý Phật tử chúng ta tham gia vào diễn đàn này đúng nghĩa của nó. Ví dụ như có một Phật tử vừa rồi gọi vào hỏi chùa có tài liệu tiếng Anh hay không thì chúng tôi hơi ngạc nhiên. Tại vì nó nó rời xa hẳn cái cái nội dung mà chúng ta đang thảo luận. Tức là chúng ta hỏi một cái loại thông tin mà cái thông tin đó chúng ta có thể hỏi từ người khác cũng được, không cần thì phải gọi vào trong đài để hỏi một câu hỏi như vậy. Chúng tôi nói không phải là đơn sửa lưng các vị đâu. Nhưng mà chúng tôi khuyên rằng là chúng ta nên đi theo nội dung vấn đáp Phật Pháp để chúng ta cùng suy nghĩ. Tất nhiên các vị nơi không nên không nên xem giống như là chúng ta đang xem TV hay đang xem một cái video bởi vì các vị đang thiết lập truyền thông với chương trình vấn đáp Phật Pháp thông qua các số điện thoại ở trên màn hình và các vị sẽ sẽ có thể gọi vào trong đài bất cứ lúc nào và chúng tôi đang ngồi ở tại phòng quay của Bộ Đề Phật Quốc TV chúng ta đang thiết lập truyền thông giữa chúng ta với tại các tại các gia đình và chúng tôi thiết lập chương trình này là để tạo điều kiện cho tất cả thứ chúng có thể dùng cái sân chơi này dùng diễn đàn này để chúng ta trao đổi Phật pháp một cách thiết thực và hiệu quả và chúng tôi cũng mong rằng các vị không nên thụ động không nên thụ động bằng cách là chỉ ngồi nghe chúng tôi nói và chẳng hối gì và <laughs> là hỏi gì cũng chẳng biết gì hỏi, không biết gì hỏi là bởi vì chúng ta không chịu đào sâu, chúng ta chiêm nghiệm một chút là chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như một bài kệ chúng ta đọc là chắc chắn chúng ta hiểu theo cách ngôn từ như vậy, nhưng mà tới tôn giả ca trung viên luận nghị thì lúc đó chúng ta là thấy khác và chúng ta thấy sự khiếm khuyết của mình ở chỗ nào. Sau này khi học giáo pháp của Như Lai, chúng ta tác ý có ổn hay không? Sự tác ý của chúng ta đã chắc chắn chưa? hay là chúng ta dựa trên một số ngôn ngữ rồi chúng ta quá quyết nghĩa của nó như vậy mà thế tôn không phải nói như vậy rồi các khi chúng ta đem những cái luận lý càng tức là chúng ta nói càng nói bừa thôi chứ thực ra mà nói thì ở trong một sự chiêm nghiệm đến mức vô lậu ấy, thì chúng ta chưa đạt được gì hết thậm chí chúng ta còn lệch lạc nữa là khác thành ra đây là những điều mà chúng ta cần phải nên chiêm nghiệm sâu hơn trong cái đề tài hôm nay A Di Đà Phật A Di Đà Phật chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật giờ kính thưa quý vị không biết quý vị có những câu hỏi gì mà khi thầy mới vừa hướng dẫn cho chúng ta hay không và kinh thú gì thầy mới vừa nhắc về ngài ca chiến viên và cũng được nói thêm nữa là ngài ca chiến viên ở đây là bậc có thể nói là một trong thập đại đệ tử là bậc thiết pháp đệ nhất của của trong hàng đệ tử của đức phật có thể nói là trong các trong đệ tử của đức phật thì ai cũng đều giỏi hết nhưng mà theo cái lời kinh mà mà mà, mà nhật tường ở đây hiểu được thì nói là ngài ca chiên Nhiên là một người giỏi thuyết pháp rất là giỏi cho nên những gì mà ngài giảng ở đây có thể nói là nếu mà qua cái ngôn ngữ bình thường chúng ta hay là qua cái ý kiến bình thường tâm thức bình thường chúng ta không thể nào nắm bắt được mà chúng ta cần phải cái sự suy niệm chúng như là thiền quán thì chúng ta mới có thể hiểu nổi được những lời ngài dạy cũng giống như trong cái đoạn này với mấy tuần trước thì nhật tường cũng đặt câu hỏi thầy nói là không có bài pháp nào mà đức phật giảng chỉ dành cho chư tăng mà để dành cho tất cả chúng ta trong đó có hàng phật tử chúng ta nhưng ở đây khi đức phật nói là ngài cha chuyên viên giờ, nói câu là thức thức giới này gia chủ là nhà của thức thức bị lòng tham thức giới chối buộc này gia chủ được gọi là du hành có gia đình quý vị hiểu gì không Bạch thầy con không hiểu cái đó thức giới <laughs> là nhà của thức thức bị lòng tham giới chối buộc đã thức mà sao là nhà của thức nữa kính bạch thầy <laughs> Bây giờ nói tới thức phải không? Thức yeah, giới phải không? Dạ yeah. Thức giới là nhà của thức Dạ yeah. Thì thưa cái vị như thế này Bây giờ chúng ta nhìn xem Tất cả mọi thế giới hiện tượng này Đều nằm ở trong Ở trong sự nhận biết của thức Trong sự phân biệt của thức Nếu như không có sự tồn tại của thức Thì thức lấy cái gì cơ sở chúng ta phân biệt Vậy thì ở đây Chúng ta thấy rằng trong phạm vi của thức giới là gì là sáu căn tương tác với sáu trần sinh ra sáu thức sáu thức là gì nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thân thức ý ý thức sáu thức này gọi là phạm vi của thức là thức giới và thức tâm phân biệt của chúng ta đi ở trong đó nó đi ở trong mắt đến mắt thì chúng ta gọi là nhãn thức nó đã đến tai nó hiện lên nơi tay thì chúng ta gọi là là tí thức cách đây mấy tuần có một anh chàng phật tử sinh năm 1966 tại Massachusetts anh đã được một người Mỹ trẻ hơn 3 tuổi tặng cho trái tim tim của anh bị suy kiệt sau một cơn một một cái ca phẫu thuật bác sĩ ghép tim vào cơ thể của anh và khi anh tính dậy thì việc đầu tiên của anh á là anh hung hăng với bác sĩ anh cầm đồ trên tay anh nếm bác sĩ thứ hai hai đứa con thân yêu của anh anh đuổi ra không muốn gặp người mẹ kính trọng của anh anh cũng đuổi ra thứ ba anh anh chỉ nói tiếng anh mà mà không có nói tiếng Việt không phong không, không phong biệt được tiếng Việt nếu như mà ai muốn học tiếng Anh thay tim học khỏe khỏi học đó, tự nhiên thay tim người Mỹ biết nói tiếng Anh lúc bây giờ bác sĩ họ họ không hiểu tại sao và anh nói những câu chuyện là không ai hiểu gì giống như một người bị tâm thần vậy đó, bị điên thế thưa liệu quý vị lúc bây giờ bác sĩ đã, đã đã kiểm tra một số cái thí nghiệm, chẳng hạn như chẳng hạn như tinh thần căng thẳng chúng ta gọi là stress tinh thần nhưng mà cơ thể chúng ta mà bị phẫu thuật ấy thì nó cũng là một dạng stress của cơ thể và cơ thể nó nó cần phải điều hòa nó cần phải chấp nhận một cái gì đó mới cần phải, phải bảo hòa sự tồn tại của nó và trong quá trình đó có thể nó tạo ra những cái sốt trên, trên 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 hai cái vùng não trước chẳng hạn thì chuyên môn bác sĩ phải kiểm tra trước nó như thế nào họ thấy rằng tất cả các thông số không có gì cơ thể hoạt động bình thường mọi thứ bình thường nhưng mà tại sao người này lại không không nói không biết nói tiếng việt trong khi anh là người việt nam và anh, anh 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 nói những cái chuyện là không ai hiểu gì và anh có cái tâm lý khác thường là anh xua đuổi hết những cái người thân mà anh kính trọng hình như có bà vợ cô vợ quen quen anh cho lại gần chút thôi còn bao nhiêu nữa anh đuổi hết tại sao như vậy thưa lực quý vị ở trong mắt của khoa học nó không thể nào hiểu nổi nhưng mà ở trong mắt của phật giáo chúng ta thì khi chúng ta học tới đời sống của thức là chúng ta hiểu đây là thân thức tụ thân thức tụ và thức nó luôn bám vào cơ thể chúng ta khi cơ thể chúng ta còn ấm cho nên một người hiến tạng thân thể của họ chưa có lạnh hẳn, cho nên thức của người mỹ hiến tạng đó đang cố bám nơi trái tim và có thể là cái sự nhồi máu tại tim làm cho anh đau và tâm của anh đang bám vào cái cái cơn đau tại trái tim đó và anh không có qua được, cho nên lúc bây giờ theo à, theo y khoa theo cái thỏa thuận trước đó anh hiến tạng thì người ta cắt lấy mà thôi. Và khi bác sĩ phẫu, phẫu thuật lấy lấy tim ra thì cái thức của anh nó vẫn còn bám vào ở trong trái tim đó và nó sống với một đời sống ở trong trái tim đó. Và khi mà được thấy vào cơ thể của một người Việt Nam thì lúc bây giờ cái cơ thể người Việt Nam nó đang suy kiệt, đang mệt mỏi. Và khi mà mà thuốc mơ tính lại thì cái thức nơi trái tim của anh nó mượn cơ sở cái miệng và khối óc bắt đầu nó thể hiện thông tin của nó. Và chúng tôi nói rằng hãy ghi âm tất cả những cái 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 cái, cái, cái chuyện mà anh nói để rồi tìm những người thân của anh, những người thân của anh còn sống, à, những người thân của người hiến tạng đó đưa đưa cho họ và nhờ họ họ nghe xem họ sẽ biết anh này nói cái gì. Và quả thật đúng như vậy thưa lập quý vị. Chúng tôi hướng dẫn như vậy và người ta ghi âm như vậy, người, người ta đưa thẳng tới cái danh cái tên đó, tên người hiến tạng họ biết tên và biết cái người thân và họ nhờ nghe là anh này nói cái gì thì người cái người yeah, thân nhân nghe hiểu liền, tại vì cuộc sống của họ họ hiểu liền. Ở đây chẳng có điên gì cả. Và lúc bây giờ họ hỏi chúng tôi là bây giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Thưa được quý vị, những vấn đề này là những vấn đề, này, những vấn đề nó chuyên môn vô cùng ở trong Phật pháp chúng ta. Mà trong Phật giáo chúng ta hiểu hoàn toàn điều này, trong khi khoa học thì mơ hồ điều này. Cho nên chúng ta đây gọi là thân thức tụ Chúng ta hiểu thân thức tụ như vậy đó. Cái thức đó nó sống Nó dùng cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh Thì bây giờ nó nói bằng tiếng Anh Là cái tiếng bình thường của nó mà thôi Và thỉnh thoảng Cái thức này nó chìm xuống Thức của anh kia tính lại Thì anh kia lại là thể hiện cái biểu biểu hiện cứu trí của người Việt Nam đó là những điều mà chúng ta chiêm nghiệm ở trong những đoạn kinh này, chúng ta thấy có một sự chỉ dẫn rất là đầy đủ hết. Chúng ta có thể luận bàn sâu những điều này rất hay thưa quý vị. Dạ, yeah, mô Phật. Phật, à, chúng con kính của Thầy. Và cũng biết có rất có nhiều điều mà chúng ta còn có thể đi sâu vào, nhưng mà tại vì cái thời gian của chương trình giờ đây thì thay thay vì con đặt những câu hội khác thì con con thỉnh thầy bước sang cái là này gia chủ thế nào là du hành không gia đình để thầy có thể gửi đến khán thính giả. Dạ, à, thưa quý vị ở trong cệ tụng vừa rồi Thơ Tôn dạy có 8 câu. Thứ nhất là gì? Bậc Thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ. Không trú xứ đây là tức là du hành nơi chỗ này mai chỗ kia mà không có trú xứ, không phải là cư ngụ trong một gia đình. Đó là câu số 2. Đối với dân ở trong làng không tác thành hợ lụy. Chúng ta hiểu theo nghĩa đen rất là nguy hiểm với lời dạy của Phật và chúng ta sẽ chúng ta sẽ hiểu một cái sai lầm à, với ý chí của Đức Như Lai. Ở đây thế nào gọi là du hành không có gia đình? Tôn giả Ca chân viên luận nghĩ như sau: đối với sắc giới, đối với sắc giới, cái gọi là dục là tham là hí là khát ái là dục là ham muốn là tham là tham muốn là gì? là hí gọi là, là gì? Là là, là 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 gọi là vui vẻ trong đó Khát ái tức là bị nhấn chìm tâm quấn chặt ở trong đó những gì thuộc chấp thủ tức là cái trạng thái tâm chúng ta lòng chúng ta nó chấp thủ trong sự ham muốn trong sự vui vẻ trong khát ái à, trong 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 tim cầu thì ở trong đây gọi là gì đây gọi là sự chấp thủ và từ đó mà tâm sinh ra gì dính mắc gọi là tâm trú trước Chữ tâm trú trước là cái tâm nó dính ở trong đó và nó dính nó chấp trong đó nó sống trong đó và nó còn một điểm nữa khi nối lên ở trên mạch não bộ trên mạch ứng xử nhận thức thì chúng ta gọi là là một nhận thức tuy giác nhưng mà nó còn một cái đặc điểm nữa là nó có cái xu hướng là chấp vào thủy miên chấp vào tùy miên tùy miên là một trạng thái tâm thức ngũ yên Ví dụ như chúng ta làm một cái hành động nào đó thì cái hành động đó nó biến thành một cái tác dụng cái tác dụng nhân quả này á, nó chìm xuống ở dưới tâm của chúng ta và cái nhiều hạt giống như vậy chúng ta gọi đó là tùy miên và nó tiếp cận nó nó cái tâm nó luôn luôn có xu hướng là, là dính dính mắc ở trong tùy miên này thành ra chúng ta thấy ví dụ như con người tự nhiên họ khỏe mạnh cực kỳ thông minh xinh đẹp dối gian có thể như là thằng đồng đồ chừng trung niên không hiếu tâm nó hoạt động như thế nào chìm xuống phần tùy miên tùy miên này là tùy miên điên loạn thế là họ trở thành người điên loạn họ điên ngang xương vậy đó họ đi ngang xương điên mà tới mức mà mà không ai chịu nói là điên thượng thừa <laughs> đó. hồi xưa như chúng ta nhớ như bùi giáng bùi giáng ông giá điên ông điên cái cuộc đời và khi người ta đem ông vào ở nhà nhà thương điên biên hòa ở việt nam thì lúc bây giờ ông ông tính ông có điên nữa mọi người đi thăm ông thấy ông bình thường hỏi tại sao ông điên người ta đưa vào đây mà 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 vô đây ông tính ông nói ở đời người ta tính cho nên tôi điên nhưng mà vô đây có nhiều người điên hơn tôi nó điên thường thường tôi đi không lại gọi là điên chịu không nói, cho nên thôi khỏi điên cho rồi đi không lại người ta điên chi <laughs> Cho nên chúng ta thấy cái trạng thái là có trí Còn còn tâm chúng ta có xu hướng là tùy miên Ví dụ như hôm nay chúng ta ăn ớt một lần Nó cay à, Và chúng ta tập thích thích cái ớt đó Và cái thích thích đó nó chìm xuống mặt tùy miên Hôm sau chúng ta ăn uống Thì tâm chúng ta nó có cái xu hướng Là muốn đi tìm kiếm cái ớt cay đó. Và ăn nhiều lần, uống nhiều lần Nó quen rồi Bây giờ thiếu cái món đó, cái chất đó Tự nhiên chúng ta khó chịu và tâm lý ứng xử tình cảm chúng ta nó sẽ bị lôi kéo theo cái tùy miên đó Đây gọi là tâm thức nó trú ngủ ở trong chấp Ở trong trú trước, ở trong thiên chấp tùy miên Ngày xưa chúng tôi có viết một cái luận nhỏ nhỏ Phân tâm học à, Chúng tôi dùng chữ là phân tâm học và tình yêu Nghĩa là gì? Là cái trạng thái sở thích của con người sẽ đếm con người, xu hướng của con người Cái tâm lý ứng xử của họ nó là thuộc một lớp tùy miên ở dưới rất là sâu này chúng ta thấy nổi trên mặt nước như là một cái phiến băng nhưng mà cái phần chim ở dưới đó chúng ta không thấy hoặc thấy mặt nước nó bình yên nhưng mà ở dưới đó, sống nó chảy ngầm chúng ta không thấy sự tu tập của chúng ta mà không có loại trừ tùy miên không có tỉnh hóa tùy miên thì chúng ta chưa phải là người đắc đạo cho dù chúng ta có tuân thủ nghiêm túc như thế nào trong đạo Nhưng mà chưa loại hẳn thì miên Thì tâm chúng ta vẫn còn hoen ô Như vậy thì đây là gì? Đây là là một gia đình Là một gia đình Tâm trú ngủ trong gia đình đó Như vậy thì Như Lai đoạn tặng chúng Kết đức tặng gốc rễ Làm cho như thân cây đa la Tức là cây dừa Bị vì Bị chặt đứt đầu Chặt đứt gốc không thể nào nứt mầm ra mọc lên được tức là không thể tái sinh đời sau không thể khởi lên ở trong tương lai do vậy như lai gọi là du hành không gia đình đừng hiểu theo cái nghĩa đen là rời đây mai đó không mang theo gia đình đi một mình mà chúng ta hiểu tâm là cách đức tất cả cái gì cái trạng thái trú ngụ đây gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Trạng thái này gọi là trạng thái tâm rơi khổ gia đình của nó. Mà gia đình của nó là gia đình gì? Gia đình dục, tham hỷ, khát ái, chấp thủ, tâm trú trước, tâm chấp vào, thiên chấp tùy miên. Những điều như vậy rất là hay, rất là tuyệt vời. Một đoạn này thôi nó có thể khai thị cho chúng ta thấy cả một cái thế giới nội tâm hoạt động phức tạp sâu sắc. Yeah, A. Dạ, A-di-đạo Phật. A-di-đạo Phật, chúng con kính cảm ơn Thầy. A-di-đạo Phật, và kính thưa quý vị, thì vừa rồi là phần thầy hướng dẫn chúng ta thế nào là du hành không gia đình và đó là cái phần nghĩa à, quý vị có câu hỏi gì không nếu không có thì nhật tường cũng giao duyên đặt một hai câu hỏi mà nhật tường thú thật nha cái này khó thiệt cái nha thôi nhật tường cũng cố gắng đặt câu hỏi à, để mà cho chúng ta cùng nhau hiểu để học để mà áp dụng trong đời sống tâm linh của chúng ta anh gì phần kính thầy à, chắc khán giả đang theo dõi chương trình này thì có người cũng đặt câu hỏi rằng là nếu mà không có ai học Phật pháp của người nói, không biết nhật tường với thầy hôm nay nói hai cái chủ đề này nó mình nãy giờ mình nghe mình không hiểu gì hết nhưng mà một lát con sẽ cho thầy con cái thông điệp của hai chủ đề này lợi ích gì trong đời sống thường ngày của chúng con nhưng mà trước hết thầy cho con hỏi cái gọi là dục là tham là hỷ, là khát ái những gì thuộc chấp thủ tâm chú trước thiên chấp tùy miên ở đây có phải là đối với sắc giới đây là đối với chúng sanh mà họ sống trên cái căn bản gọi là vòng tâm phải không thầy? Tại vì họ chấp trước nhìn với cái này mà không có thể nào mà đoạn tận được. Vâng đúng rồi thưa nhạc tường kính thưa đại chúng, tâm của chúng ta, vọng tâm sinh diệt của phàm phu, nó thường hay trú ngụ vào ở trong dục, trong tham, ở trong những cái niềm vui tạm bợ, những cái niềm cái hạnh phúc mong manh và cái lòng khát ái, tức là ở trong tâm đi tìm kiếm lạc thú, lạc thú nó nhấn chìm tâm và tâm say đắm ở trong khát ái, và có được khát ái thì nó có cái xu hướng là chấp thú, là giữ chặt những gì mà nó nó chấp được nó tiếp xúc được nhưng nào có thể chấp được có thể giữ được những gì trong cõi vô thường này đâu do vậy cho nên đó, tâm chúng ta cứ bồng bềnh cứ khổ đau mãi đây gọi là tâm trú trước dính mắc cái trong đó trước trong đó chữ trước là từ là sự sự dính mắc và nó còn một chữ nữa là thiên chấp tùy miên chữ này rất là quan trọng khi mà chúng ta phân tích tới phân tâm học chúng ta phân tích tới những gì mà Thế Tôn khai thị cho chúng ta trong cái chữ là thiên chấp tùy miên thiên là thiên là thiên hướng nó có cái hướng là thuận theo tùy miên đó thành hay nói rằng cái người đó tánh của họ như vậy cái xu hướng nó như vậy cái người đó họ họ tham thường thường có cái duyên nhẹ nhẹ là tự nhiên cái tâm của họ nó dẫn theo tham đó hay có người sân có người si Đã. đây gọi là trạng thái tùy miên tùy miên là một đặc điểm mà chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa người này và người kia nó tạo ra gọi là cái cái tính cách riêng đó gọi là tùy miên thành ra cái thế giới tùy miên này khoa học hôm nay dùng chữ là phân tâm học mà tâm lý học thì nó thường là 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 chúng ta thấy rằng là tâm lý chúng ta hay thiên chấp vào tùy miên đó, hoặc là những cái kinh nghiệm à, khổ đau hay là hạnh phúc của chúng ta ở trong quá khứ nó trở thành một đời sống của tùy miên nó tồn tại dưới mặt ý thức của chúng ta, nó tồn tại mà chúng ta không thấy nó, nó một cái lớp mà vô hình và sâu dày, một cái lớp đệm ở dưới tâm vậy đó. và trong cái lớp đệm này á, khi nó có khả năng chi phối hành vi của chúng ta, khả năng chi phối nhận thức, khả năng chi phối ứng xử của chúng ta, cho nên ở đây chúng ta gọi là thiên chấp tùy miên. và trong tâm của chúng ta à, sống, dính mắc ở trên mặt nổi hoặc là ảnh hưởng bởi mặt chìm thì đây gọi là gì hả? đây gọi là một cái gia đình, một cái gia đình của tâm và ở trong tâm mà ai mà bỏ được nó, rời được nó như đức lục tố hội năng chúng ta gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đắc được từ kinh kim cang thì lúc bây giờ ngài rời khỏi cái tâm chấp trước và tâm nó không còn tham còn hí còn khát ái và nó không còn bị tùy miên trói buộc nữa cho vậy cho nên Ngài giải thoát chặt đứt được gốc rễ như Cơ chặt đứt đầu. Và Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài chặt đứt tất cả mọi gốc rễ tái sanh cho nên Ngài được thông dòng tự tại, không sanh khởi ở trong cái cảnh tương lai nữa. Đây gọi là du hành đây đó mà không mang theo gia đình. À, cho nên cái nghĩa này rất là ưu việt mà chúng ta càng chiêm nghiệm từ mặt tâm lý học cho đến mặt tu tập chứng đắc chúng ta thấy quá ư là tuyệt vời mô Phật A Di Đà Phật chúng con kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật kính bạch thầy nói tới cái chặng đức tặng rốc rễ ở đây thì có lần con cũng nghe thầy giảng kinh lăng nghiêm ở trên đài thì con xin mượn có một đoạn ở trong kinh lăng nghiêm mà Đức Phật dạy rằng là chúng ta chúng sanh thường lấy cái vọng tâm phân biệt của mình làm cái nhân tâm của mình rồi từ đó mình tu hành như vậy giống như là mình nhận giặt làm con mà nấu cát thành cơm cho nên mình không bao giờ đạt thành đạo tại vì mình luôn luôn chấp những cái mình hiểu biết là cái chân tâm của mình cái thứ hai của Đức Phật cũng dùng những cái mà hồi nãy thầy nói giống như là cái bàn tay đưa lên rồi co lại rồi hỏi ngài A Nan thấy gì không? Ngài A Nan nói thấy thì Đức Phật hỏi là ông thấy cái gì? Nói là thuê bàn tay mà là, là là tại sao ông biết là tôi dùng cái sự hiểu biết để mà phân biệt thì Đức Phật cho cái đó là cái hiểu biết và cái phân biệt cái đó là cái là cái vọng tưởng chứ không phải là cái chân tâm. Thì ở đây Tại sợ dĩ mình luôn luôn bị luân hồi mình không cắt đứt đoạn tận là tại vì mình luôn đắm chìm luôn luôn mình chạy theo những cái trần cảnh như vậy trong cái đó đức Phật thì ngài sống với chân tâm. Phải không thưa thầy? À, kính thưa quý vị, um, khi nói tới chân tâm thì chúng ta lại dùng một cái khái niệm ở trong đầu mình vẽ ra chân tâm có hình hài như thế nào. Chúng ta cũng chẳng biết chân tâm là cái gì, nó như thế nào. Cho nên ở trong kinh lăng Nghiêm có khai thị và phân tích cho chúng ta thấy rõ Ví dụ như các vị nhìn thấy bàn tay Thì nó là bàn tay thầy Huyền Châu đưa lên Bây giờ bỏ bàn tay xuống Hỏi các vị có thấy gì không Thì các vị nói không có thấy Đa số chúng ta đều sống theo cách đó Nhưng Thế Tôn khai thị chúng ta theo cách khác Cái thấy hành hữu Đưa bàn tay lên Các vị thấy cái bàn tay Và bỏ bàn tay xuống thì các vị thấy không có bàn tay, cho nên thấy nó luôn luôn tồn tại chứ không phải nói rằng là có vật thì nó thấy vật, không vật thì nó thấy không vật. chứ đừng cho rằng á là cái thấy nó mất đi. và nhưng mà chúng ta thì cứ sống theo cái hình ảnh hiện ra hoặc là mất đi, đây gọi là vọng tâm. mà vọng tâm thì nó có cái xu hướng là tham sự tồn tại theo ý của mình và sợ những điều đã mất đi, làm cho chúng ta tổn thương chúng ta bị cái tâm đó nó 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 chấp thủ và chúng ta có cái xu hướng là chấp thủ vào những gì mình thích cho nên mình ráng tìm kiếm tìm kiếm những gì mình thích đây gọi là tâm chấp thủ và có cái xu hướng là dựa vào tùy miên để mà tìm kiếm nữa thì tất cả đây là một đại gia đình ở trong thế giới hữu vi sinh tử còn còn thế tôn thì không thế tôn thì nhìn thấy thấy cái pháp nó sinh ra pháp nó diệt ngài vẫn thấy hết Ngài thấy pháp thiện sinh, pháp pháp ác sinh, pháp thiện diệt, pháp pháp ác diệt, pháp diệt như thế nào, sinh thế nào, tất cả là một cái nguyên lý trên cơ sở của nhân quả. Và ngài không có tạo cái hành ở trong đó, không có tham gia vô trong đó. Còn chúng ta thì thường thường đặt mình vào trong người cảnh và tham gia trong đó, cho nên mình bị lôi kéo. Đây là một điều rất khó thực hiện thưa quý vị. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. À, Phật, chúng con kính ơn thầy. và dạ, kính bạch thầy vì thời lượng của chương trình. Con thỉnh thầy cho chúng con thông điệp của hai cái đoạn ngắn ngày hôm nay. Rồi sau đó mình có một cái phần thông báo kính bạch thầy. Dạ, A Di Đà Phật kính thưa đại chúng đang lắng nghe chương trình vấn đáp Phật pháp. Thông điệp chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng đó là nhân bài pháp thoại hôm nay của tôn giả Luân Nghị Đỡ Nhất đó là tôn giả Maha Ca Dương Dương một trong thập đại đệ tử của Phật ngài đã khéo luận nghị cho chúng ta hiểu cái cảnh giới tuyệt vời mà Thế Tôn dạy bằng một nghĩa đen một đời sống đó là bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ đối với dân ở trong làng không tác thành hợi lụy tuyệt không các dục vọng không ước vọng hảo huyền chấm dứt mọi tranh luận với bất với bất cứ một ai. Một bài kệ rất là đơn giản, chúng ta sử dụng thêm cái nghĩa đen, nó cũng tạo ra cái nét đẹp của một người tu hành giải thoát. Tuy nhiên, nếu như hiểu ngang đó, thì chúng ta hiểu một cách lệch lạc và tâm thương ở trong giáo pháp của Như Lai. Cho nên, tôn giả ca chân dương luôn cho chúng ta thấy, ở đây bậc thánh bỏ gia đình mà cái gia đình là cái gì? cho nên là cái gì? Và cái trú xứ là trú xứ cái gì? mà phải bỏ mà phải rời khỏi cái trú xứ và ở đây chúng ta thấy rằng à, thức tính là là cái nhà ở trong đó nó chứ đựng đầy đủ cái thế giới ngũ uẩn và hãy bỏ cái nhà thức đó đi ối ra khạc ra từ bỏ nó đi sống bằng trí chứ không sống bằng thức nữa hãy chuyển tất cả đời sống của thức thành trí năm giác quan cũng chuyển thành trí ý thức cũng chuyển thành trí thức thứ bảy thứ tám đều chuyển thành trí tất cả rồi còn nếu như mà có đi lại trong nhân gian thì không có dính mắc trong tâm không dính mắc thậm chí không có chấp vào ở trong tùy miên nữa không dính mắc vào đâu đây là trạng thái gì đây là trạng thái du hành không gia đình đây là một điều mà chúng ta thấy quá tuyệt vời ở trong uh, trong bài pháp thoại hôm nay tất nhiên bài pháp thoại này còn dài Tại vì chúng ta sẽ đi qua tới 8 câu kệ xem tôn giả ca chân dương luận ngữ như thế nào. Và hôm sau sẽ mời các vị tiếp tục với nội dung còn lại hai di Đà Phật. Hay như Đà Phật, kính bạch Thầy. Về thời gian phát sóng của chương trình Vấn đáp Phật Pháp có sự thay đổi trong con thỉnh Thầy. Hay như Đà Phật. À, kính thưa đại chúng, kính thưa anh Nhật Tường. À, để cho đại chúng chúng ta có cơ hội sinh hoạt vào cuối tuần trong chương trình Vấn đáp Phật Pháp tốt hơn và cũng tiện những cái việc Phật sự của chúng tôi ở tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Cho nên bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi xin cùng cung thỉnh Chư Tổng Đức Tăng Ni tham dự chương trình này, cũng như tất cả quý Phật tử xa gần, quý khán thính giả của đài yêu thích chương trình Vấn đáp Phật Pháp. Xin mời các vị vào tuần tới lúc 8 giờ thứ Bảy. Hay nói cách khác là từ đây về sau, chương trình vấn đáp Phật pháp sẽ dời sang lúc 8 giờ BM thứ bảy hàng tuần. Chúng ta nhớ là chuyến sang thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ tối để chúng ta cùng nhau tham dự chương trình này. Xin mời các vị có thể lan tỏa thông tin này để cho hội chúng tham dự chương trình vấn đáp Phật pháp mà chúng ta cùng nhau đón xem chương trình vào cuối tuần vấn đáp Phật pháp A Di Đạo Phật. Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy đã từ bi hướng dẫn cho chúng con bài pháp hôm nay Phật sự mặc dù Phật sự đa đoan và thầy cũng um, rất là kiệt sức nhưng mà thầy cũng cố gắng ngồi đây để mà giảng cho chúng ta một bài pháp chúng con thành tâm kính tri ân thầy hiện tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đang đang có một pháp hội du già gồm có 4 ngày mỗi ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay là ngày pháp hội du già khai mạc và ngày mai ngày mốt ngày kia với nhiều nội dung khác nhau quý quý phật tử nào muốn tham dự những lễ nghi mang tính trang trọng thiên và mật tông một chút thì các vị đi lúc 8 giờ còn nếu quý phật tử nào chúng ta muốn tụng kinh đại bác niết bàn thì chúng ta đi vào lúc 9 giờ và chúng tôi cũng nhân đây xin cung thỉnh cho tôn đức tăng ni quý vị nào có nghe được tin này thỉnh các vị quan lâm về tại buổi đề phật quốc vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu thứ bảy chủ nhật ba bữa tiếp theo để chúng ta cùng nhau tụng kinh Đại Bác Niết Bàn. Tụng nó hơi dài một chút mà chúng tôi xin thưa là chúng tôi không có đủ tịnh tài để mà cung thính trai tăng. Chúng tôi chỉ có cung thính tụng kinh mà thôi. Nếu quý vị nào có thời gian cho phép chúng tôi được cung thính tất cả quý vị văn quan lâm về Bồ Tát Phật Quốc để chúng ta tụng kinh Đại Bác Niết Bàn từ 9 giờ cho tới 10 giờ 45 phút. Tụng nó hơi dài một chút. À, nhưng à, hôm nay đại chúng rất là hoan hỷ chúng tôi thật sự tán tháng tinh thần này rất là nhiều và nếu các vị có đi thì mời các vị đậu xe ở tại SwapMix cho nó tiện không nên đi tháng vào ở tại được Quốc nhiều khi không đủ chỗ đậu xe cảm ơn các vị rất là nhiều kính chúc các vị thân tâm thường an lạc và kính hẹn gặp quý vị vào thứ bảy tuần sau lúc 8 giờ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng con kính cảm ơn thầy xin kính cảm ơn quý vị